nguyên giả kênh Jin Tinder. Chào mừng quý bà con của bác anh chị nguyên nhớ đã trở lại kênh Jin Tinder. Để đồng hành hai cái này. Một, hai, ba. Hi. Lo không lợi ổng. Hôm nay là ngày 2/5/2021. Ở chiếc tiếng vừa đang ở nhà miền Tây nè, nhìn vô là thấy biết rồi đó. Đây là bông gì? Bông gì? Đây là bông điên điển. À, nếu mọi người ăn lẩu không có coi, có coi cái clip về quê trước là biết cái, cái sự tích nè. Sự tích bông điên điển. Bông điên điển lai xù đũa thôi. Quay. Đây, đấy chứ này là bông à, xua đũa nha mọi người. Quay quay vậy chút thấy nó thèm, nó nói gì đâu ăn cái thèm. Đây, muốn rau. À, chúng ta chuẩn bị lên lẩu nè, quay các món nè cho mọi người coi nha. Mấy con tôm này là dĩa của mình nha. Bậy, tôm này là tôm xăm nè. Qua mới giao với xăm luôn á. Vừa tới anh là... xuống sông anh bắt nè. Đúng rồi, con... sao gọi là tôm xăm không? Tại vì con này là con nhất là con nó còn tôm cái đã. Xong mẹ đầu là bữa hôm qua anh về anh phải lủi xuống sông với nhà đầu. Vậy giờ cái gì rớt dưới sông thì cái đó là đồ sông rồi. Ờ đúng rồi. Anh rớt dưới sông có gọi là đồ sông không? Có. Cá này cá sông nè, thấy chưa? Cá sông. Ồ, cái gì cũng sông hết. Đúng rồi, gì cũng sông hết. Cái này là gì? À, cái này là cái thịt đó là thịt gì? Thịt đó là thịt gì? Cái này thịt dưới sông luôn nè. Cái này là thịt gì? Thịt nê, thịt bò hay thịt gì? Để bắt đèn lên tí cho nó sáng sáng sủa nè. Rồi. Để cho nó có ánh đèn nha. Rồi đây đây tép xong nè, còn xong hết nè. Còn gà này là do anh cho hôm qua anh về anh cho loại xong xong rồi đâu cái thay gì phải xử nó thì giờ gà vườn mà giờ làm cho gà dưới sông luôn. Cho nó ở dưới sông luôn, tức là thôi cho nó chết được cái gì gọi là tắm mát mẻ. ăn đi sau kìa. Rồi trước đi. Giờ mời cả nhà dùng cơm. Cha vô cha. Mời cha và mẹ vô. Rồi cả nhà vô dùng cơm. Nghe vậy thôi. Hết rồi. Thích PT đâu rồi. Rồi. Vô. Và bây giờ Hánh bào sẽ vào. Hôm nay sẽ vào tại nhà. Ủa vậy là anh Thánh bào hay Thánh ăn trực? Vừa bào vừa ăn trực luôn. Ăn trực phải bào chứ không ăn trực không bào sao được đúng không rồi. Dạ mà mọi người hãy cùng thưởng thức. Là em quay chưa? Hôm nay mình mới có một camera xịn sò, một chùm game hũ đẳng cấp nhất. Đây mình sẽ kể sự tích thì tối hôm qua cho mọi người nghe. Ổng chơi game với mình, ổng vừa mới đáp dù xuống cái bụp. À thằng nào bắn anh rồi, anh chết rồi. Mới vừa đáp xuống anh chết trên dù rồi, anh chết xuống rồi anh. Mới vừa đáp xuống chưa kịp chơi vậy trơn. Giờ với ổng tôi tức quá, tôi lấy điện thoại ông tôi chơi luôn chứ không để nào tôi chịu đâu. Trời, mà cả nhà còn hứng thức nè, vô cái dĩa là của mình nhưng bậy. Ô bỏ cá tôi xong bỏ tôm hả bạn? Bà Quý ngồi Quý bỏ đi, anh ngồi đây ngồi nhiều. Thầy thì đứng đi, thầy đứng ra. Dạ, ăn cà ri trước đi, đó. Thầy, ăn cà ri trước đi, cô con. Rồi, vô ăn cà ri trước đây ha. À, đây là con mình nè, một cái súp cà ri. Rồi, lấy mẹ cái muỗng cho chú ăn, đừng mua cà ri con. Rồi. Với em. Rồi, đây có lấy được ạ. Thôi, em về. Ê, làm gì kìa. Ủa, xin đi, nó xuống đây ăn được được ha. Đứng hầu. Kỳ cục. Người hầu. Rồi, chủ nhà xin phép dùng trước để cho khách cà ri. Khách tặng ăn heo chứ để khách thấy ngại. Chủ nhà xin dùng trước. Đó, thấy không nè, đặc sản nè. Đặc sản nó có chuối nè, thấy không? Chuối này chuối sáp nè. Đó, cái này nè. Chờ. Cà ri ở Sài Gòn khó kiếm lắm. Đây đây, mà làm cho biết cà ri coi. Mà nó không có cái này đâu. Nó nấu bằng khoai. Nè, đây là mì nè, thấy không? Củ mì nè. Mì chuối nhà trồng hết nè. Gà thì gà xong. Rồi mời Quy. Rồi đi. Vô. Cảnh báo nhiệt độ quá cao khi sử dụng. Coi nè, cameraman của tôi nè. Chưa kịp quay tân đã vô ăn, mình chưa ăn nữa nè, coi nè. Nó ăn. À mình chưa kịp ăn luôn á. Nó đang rồi. Cameraman của tôi nè, thấy không? À, ngồi ăn bào khí thế luôn. Hôm qua mình qua nhà nó mình gọi là mình ăn thừa không à. Này
vừa chín ăn trước. Ờ, con này mới vừa chín là ăn trước rồi, nghe chưa? Nhìn mặt à. Rồi cameraman ra quay đi, ăn miếng được rồi. Cái đây. Ở đây quay cho người ta. Người ta ăn à, kinh có máy đây, nè đang đang quay nè. Đây. Này có nạc mà có da, không ai cũng bỏ da. Rồi. Thì giờ đây là con. Thầy gì không thầy? Trời ơi nó còn đem con ăn nữa. Nó cầm ra lên nó quay xíu rồi. Thầy Huy ăn đi gì đâu. Đang chỉnh tiếng hồ chứ gì. Ăn có nhiều đâu mà làm gì phải cầm mấy chén heo trời. Ăn tiếng rồi xong vô ăn. Gì đâu mà. Ủa? Trời chứ. À rồi thì quay con cảnh đây nè. Thầy lại mua múc nước thêm nè. Thôi thì cầm cái cây lên đó. Ừ thì cầm lên thì đưa qua đây chứ thì đừng có zoom. Zoom nó bị bể. Tại camera nó. Cái zoom thì thằng nào cũng bị bể. Cái mùi ghịa gì quay? Cho cái ghịa xanh của em. Cho có mùi ghịa xong. Bảy. Đợi lấy cái chén con thì múc cho nó thêm miếng rồi nó ăn để nó ngọt. Gà thì đương nhiên là phải ngon, gà giường mà. Rồi. Gì béo đúng không? Này không. Cái bánh mì nè con. Không, để nó nấu. Tôi múc thêm miếng nước cho, để chấm bánh mì chứ gì nữa. Đi quay đi ăn ăn ăn. Quá thật chứ. Ăn vừa. Ăn cả đời được quay con lần. Chánh cháo nhiệt độ nè. Mới ăn được xíu là nó đã bỏ máy nè mọi người. Bây giờ là mới múc thêm tô mới nè mọi người ha. Tô nãy ăn nãy giờ lưng rồi giờ múc tô mới nữa nè. Ăn bào mà sơ bồ sát luôn. Bào từ nước nè. Thầy nó lên sách anh có lấy cái phách bự không? Có. Vậy mà nãy giờ làm thinh. Ai biết, đang quay video biết đâu. Nè. Vậy vô trong phòng nó quá. Nè ta lấy. Vậy vô trong phòng nó lấy cho con. Nó lấy nguyên lốc xì tin ở trên mình để trên bàn thờ mà cũng lên nó lấy xuống rồi. Nó bào cho được. Thầy chứ cháu con. Mà biết sự tích tại sao là có là cái tên sức bê tê vậy. À vậy hả? Cháu của Hánh Bào, ô em của Hánh Bào nên bào ghê chứ. Bào hơn. Hơn Hánh Bào. Thánh bào là khác, còn chùm mà ăn trực là khác nha, ăn trực thì phải có bào đó. Ăn trực mà không bào ăn trực làm gì? Em hỏi tụi có 2 cái, Ờ, sao? Ngon ngon, dùng ngon. Cho cảm nhận. Bữa nay với đợt hộp này nấu nặng ngon chưa? Hôm nay hình như là nấu có ngọt hơn rồi đó hả? Cuốn cuốn. Đậm đặc hơn hả? Ừ, nhìn đậm đặc hơn. Đợt trước là clip chia được 1.200 phải không? 1.600 là. Ước cà ghi gà 2.000 mấy rồi. Được rồi. 2.300, 2.400 rồi. Ừ. Để. Để nào đi. Để cả gia đình nè. Ừ. Ngon. Ngon quá ngon. À. Em mà cái nhà dùng bữa nha. Còn xíu qua lẩu qua tiếp. Thôi thôi được rồi. Rồi. Cả nhà cũng dùng bữa tiếp. 2 trái dừa, 2 hộp sữa luôn á. Ừ, bữa nay béo mà, mấy cái ghi béo. Rồi, bây giờ. Ăn cái ghi nè, ăn bánh mì nè. Chúng ta sẽ bắt đầu bỏ tôm vô nha. Ừ. Đẹp thôi, mặc đồ đẹp đó nha. Tôm này là tôm ở dưới sông là chín góc luôn. Bây giờ là phải thay đồ đẹp chỉ nha. Chỉ có 170 thôi. Ừ. Tôm bự 170 thôi mà, còn tôm nhỏ nhiêu? Tôm nhỏ có 120 à. Tôm nhỏ 120. Đi lên nhanh nhanh, cu bài cho nhanh. Nè, bỏ tôm vô nè, giờ xử nè. Rồi. Quá. Quá hả, ngon. Ngon thầy. Rồi. Ăn gì bao dữ vậy? Rồi. Chúng ta sẽ Bingo anh đúng rồi. Ừ. Không hơn thua nữa lời. Ủa nãy mẹ có bỏ ấy vô đó mà ta. Mình bỏ rau luôn hết rồi. Ở cái bà rồi. Bỏ cá nè. Ừ. Lạ luôn. Bỏ tay. Cái này đổ. Đúng rồi không? Rồi giờ mà cả nhà thưởng thức nha. Đó, quay hai thằng em Thánh Bào nè. Không nó chơi chứ nãy giờ mình nói đùa trong clip mọi người. Hay, nghe em tiếp đãi chu đáo lắm nha, bữa qua mới ra nhà mới bào nó xong. Thì chọc lại nó thôi nha mọi người. Lộ mắm nha. Ừ, lộ mắm nha, quá trời rồi. Anh chào và hẹn lại mọi người video nha. À, cái gì cũng xong hết nè. Bye bye. Cho nên đăng ký kênh ủng hộ nha.